Trong kính Đức Cha hôm nay, chúng con là một thân hạnh đón tiếp Đức Cha đến với hiệp hội lòng Chúa thương xót trong và xót lòng chúng con. Quả thực hiếm có hội đoàn nào trong giáo phận được vinh dự như thế này. Và hôm nay chúng con có mặt ở đây thì cũng bao gồm các giáo xứ các nơi, nhưng đặc biệt là giáo hạt Hòa Thanh gồm các giáo xứ trong ban phục vụ, các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh hôm nay có mặt trên đây để chào kính Đức Cha. Ngài cũng con chào con tay một lần nữa để chúng ta chào Đức Cha. Và xin Đức Cha thánh hóa và bắt đầu. Như Đức Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện nơi đất trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả các anh chị an toàn. Tôi xin có lời chào rất thân thương gửi đến tất cả các bạn, anh chị, thành viên của hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận, tất cả giáo phận, nhưng mà đặc biệt hôm nay đã có các anh chị thành viên ở tại Hòa Thanh này. Và tôi nhìn thấy có hai cái cháu nhỏ này rất là quý vô cùng, vì cháu nhỏ này nó đã bắt đầu vào tham dự vào cái tinh thần của lòng Chúa thương xót, trong khi chính chúng ta ý thức là chúng ta cần được Chúa thương xót và cũng cần người khác thương xót chúng ta nữa. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, nhân vô tập toàn, không ai là hoàn hảo cả. Chúng ta có nhiều sai sót, những lỗi lầm thì chúng ta cần xin Chúa tha tội thương xót chúng ta, và chúng ta cũng cần xin những người xung quanh chúng ta, đôi khi ngay trong chính gia đình ấy, vợ chồng với nhau cũng cần phải thương xót nhau. Chúng ta cần lòng thương xót của người khác, rồi con cái cần lòng thương xót của cha mẹ, mà nhiều khi chính cha mẹ cũng cần lòng thương xót của con cái. Có những lúc vì mệt mỏi, vì khó khăn, đôi khi nóng nảy tức giận, đôi khi chửi với con, chửi oan nữa đấy. Cho nên đôi khi mình cũng cần lòng thương xót của chính con cái của mình nhé. Cho nên trong khi chúng ta cần lòng thương xót của Chúa và của tha nhân, thì chúng ta là các thành viên của hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận, chúng ta còn được mời trở thành tông đồ của lòng thương xót của Chúa, chuyển đạt lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, không phải chỉ cho những người gần gũi mình mà cho tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi ở trong giáo phận, ở trong quê hương đất nước và trên khắp thế giới này. Vậy chúng ta cùng nhau nhớ trong những lần việc gặp gỡ này, cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại. Đó là lời mà Đức Mẹ đã xin Thánh Bernadette ở bên Lỗ Đức và ở bên Fatima. Đức Mẹ cũng nói với chị Lucia và hai em bé Jacinta và Francisco, ăn chay cầu nguyện hy sinh để xin ơn tha tội cho nhân loại, xin cho chiến tranh được kết thúc, hòa bình trở lại, và xin cho những người vô thần
được ơn nhận biết Chúa, thì chúng ta nhớ để cầu nguyện. Và hôm nay đề tài mà tôi muốn trình bày cho tất cả anh chị em hôm nay, cái đề tài là tình yêu thánh giá. Thì tôi sẽ suy nghiệm của anh chị em ít phút về thánh giá của Chúa, rồi sau đó tôi xin kể lại hai câu chuyện về lòng thương xót mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở trong các gia đình. Năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định mở năm thánh mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên thánh cho 117 vị thánh, vị tử đạo của Giáo hội Việt Nam. Tất cả Giáo hội Việt Nam sẽ khai mạc năm thánh ngày 19 tháng 6 sắp tới đây, và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Như vậy là năm thánh tính mừng các thánh tử đạo chỉ có 6 tháng thôi. Trong thư công bố năm thánh, ngoài việc hướng dẫn một số điều cụ thể cho việc cử hành năm thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam còn đặc biệt kêu gọi toàn thể dân Chúa sống tinh thần của các thánh tử đạo, áp dụng vào môi trường, vào hoàn cảnh, vào bậc sống của mình. Thế thì ở trong tinh thần này, tôi xin được chia sẻ ít suy tư về mầu nhiệm thánh giá để áp dụng cho chúng ta là những tín hữu của Chúa, đồng thời cũng là tông đồ của lòng thương xót. Rồi sau đó, như tôi đã nói, tôi sẽ kể hai câu chuyện về lòng thương xót. Trước tiên chúng ta nhìn lên thánh giá Chúa, thì việc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy thánh giá, chúng ta nghĩ đó là đau khổ, nhục nhã, cái chết là sự biểu tượng của sự đau khổ, nói lên sự độc ác và sức mạnh thảm khốc của bạo lực nơi con tim của những con người. Mỗi vết thương, mỗi giọt máu trên thân thể Chúa Kitô là một chứng tích của sự dữ và của bạo lực trong lòng con người. Ông Jean Vanier, ông ấy ngày xưa ông là người Canada, ông ấy đi lính hải quân làm những chức đại úy, rồi sau ông mới được ơn ăn năn trở lại và ông mới sống cho người nghèo, tổ chức các cái cộng đoàn cho người nghèo. Thì một lần kia ông ấy kể trong một cuộc nói chuyện về tình yêu tại một mặt trại tù ở Kingston ở bên Jamaica ở bên Mỹ, khi ông còn đang nói thì một người tù la lối đầy căm phẫn như sau: anh lấy danh nghĩa gì đến đây nói về tình yêu? Đối với anh cái gì cũng dễ. Khi tôi lên 4, lên 5, mẹ tôi bị hiếp ngay trước mắt tôi. Khi tôi lên 7, cha tôi bán tôi cho tụi đồng tính luyến ái để lấy tiền mua rượu. Khi được 13 tuổi, tôi bị cảnh sát bắt. Cho nên tao muốn giết tất cả những đứa nào muốn nói về tình yêu. Lời la lối của người tù này nói lên tâm tình của một người đã bị sức mạnh của bạo động và thù hằn chiếm đoạt. Một trái tim vì đau khổ nên đã khép kín lại, đánh mất niềm tin vào cuộc đời, vào tình yêu và vào lòng tốt nơi con người, và còn mất đi niềm tin nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và đây đúng là một thảm họa lớn lao của nhân loại. Nhiều người không nhớ không yêu mà còn không có khả năng thương yêu nữa, từ khước tất cả những dấu hiệu của lòng thương yêu.
các cuộc chiến tranh khủng bố, tra tấn và đàn áp dã man giữa các quốc gia, chủng tộc, tầng lớp xã hội là những dấu hiệu hiển nhiên của bạo lực, của thù ghét, của từ khước tình thương yêu. Trong tim nhiều người, có khi cả trẻ em nữa, chất chứa đầy thù hằn và bạo động. Tệ hơn nữa, trong nhiều môi trường, thù hằn và bạo động còn được ca ngợi. Vì lý do đó, nhiều nước, nhiều thành thị không còn là nơi yên ổn, nhiều gia đình không còn phải là tổ ấm, thế giới không còn phải là một nơi tươi đẹp. Những lời nói và hành động phát xuất từ bạo động và thù ghét cũng là thứ kêu cầu được giải thoát khỏi sức mạnh của bạo động và thù ghét. Thế giới hôm nay đang sống trong cơn hấp hối của thù ghét và bạo động, kêu cứu sự giúp đỡ của những tông đồ là những chứng nhân của tình yêu, có khả năng hóa giải sức mạnh của thù hằn và bạo động và chỉ đường tha thứ để hòa giải và đem lại bình an cho lòng người, cho các gia đình và cho xã hội. Có lẽ một số các ông bà, các anh chị em ngồi đây đã có những cái kinh nghiệm đứng trước những cái người bạo động vô căn cứ, vô lý, hành hạ người khác. Hay là nhiều khi vì lợi lộc làm hại người khác. Có những lần chúng ta đọc trên báo chí vào giết cả một gia đình như vậy. Nhiều khi chỉ vì thù hằn, nhiều khi vì lợi lộc tiền bạc, giết người ta để chiếm của người ta, hay giết người ta là bởi vì người ta từ chối không cho mình cái nọ, không cho mình cái kia. Đấy là những con người từ chối yêu thương, những con người không có khả năng yêu thương. Đó là thánh giá Chúa, và chính Chúa ở trên thánh giá là cái dấu chỉ của cái này. Thân thể của Chúa nhừ nát hết, mặt mũi của Chúa không còn ra hình dáng của con người. Tất cả những cái dấu chỉ đó nó nói lên đây là cái hậu quả của sự độc ác của con người, đây là hậu quả của những thù hằn. Cứ như thể là tất cả sự thù hằn của những con người thời đó đó, nó tụ lại trên thân thể của Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta còn thấy nhiều người là đối tượng của những sự thù hằn như vậy. Thế thì hoàn cảnh này của xã hội, của thế giới mời gọi chúng ta lại suy niệm một lần nữa về thánh giá của Chúa. Chính vì là biểu hiện của bạo lực và thù ghét từ lòng của con người, thánh giá của Chúa trở thành dấu hiệu hiển nhiên của tình yêu thần linh của Thiên Chúa. Đó là tình yêu chung thủy, tình yêu vẫn tiếp tục thương yêu cả khi không được đáp trả và bị từ khước. Đó là tình yêu tha thứ, tình yêu không mở miệng bào chữa cả khi bị nhục mạ và bị kết án bất công. Đó là tình yêu tinh khiết phát sinh từ con tim của Thiên Chúa, có sức chấp nhận để hóa giải và biến cải sức mạnh của bạo động và thù ghét trong tim của loài người, như biển cả mênh mông hóa giải trái bom nổ và trong giây phút đã đem lại thanh bình. Chúng ta cứ tưởng tượng Chúa có tất cả quyền năng của mình,
Thánh Gioan kể ở trong một cái dầu, khi mà Giuđa dẫn quân lính đến để bắt Chúa, thì Chúa hỏi các ngươi đi tìm ai? Thì họ trả lời: chúng tôi đi tìm Giêsu Nazareth. Thì Chúa trả lời: tôi đây, ngã lăn đấy. Chúa chưa cần phải làm gì cả, Chúa mới chỉ nói một câu: tôi đây, là lính tráng ngã lăn đấy. Rồi khi thấy Phêrô thấy như vậy, rút gươm ra để bảo vệ Chúa, Chúa mới bảo thánh Phêrô hãy xỏ gươm vào mỏ. Con không biết là thầy có thể xin Thiên Chúa Cha gửi đến cho thầy ngay bây giờ 12 đạo viên thiên thần để bảo vệ thầy sao? Nhưng mà nếu mà như vậy thì còn gì là ơn cứu độ nữa? Nên Chúa chịu khổ không phải vì Chúa không có khả năng, không phải vì không may mà nó xảy ra, bởi vì Chúa đã nói trước cái cuộc tử nạn của Chúa 3 lần, đi ở từ ở trên Galilea mà xuống Judea, ở đó có Jerusalem. Chúng ta cứ tưởng tượng là Chúa đi bộ từ Hà Nội và cứ tưởng tượng xuống đến Sài Gòn, mà trên đường đi Chúa nói trước 3 lần là Chúa đi đến Sài Gòn đó thì sẽ bị bắt, sẽ bị thì vả, sẽ bị nhục nhã, sẽ bị tra tấn, rồi sẽ bị chết. Chúa nhìn thấy trước hết. Cho nên cái cuộc thương khó và tử nạn của Chúa không phải là chuyện không may nó xảy ra. Chúa thấy trước rồi, nhưng mà Chúa không chạy trốn, Chúa đi vào trong đó để làm gì? Để hóa giải sức mạnh của sự độc ác, sức mạnh của bạo lực ở trong lòng con người bằng sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa. Hóa giải hết, phải dùng sức mạnh của tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa mạnh hơn sức mạnh của sự bạo động, của sự độc ác của con người để Chúa hóa giải. Vậy mới nói lên cái lòng thương xót của Chúa chứ. Chúa mà muốn phạt ấy, Chúa chẳng cần phải làm cái gì, Chúa chỉ nói một lời chết hết. Thế thì có lẽ không có bài dụ ngôn nào nó diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa mạnh mẽ và rõ ràng hơn dụ ngôn những người làm vườn sát nhân được kể lại ở trong Tin Mừng Thánh Marco chương 12 câu 1 đến câu 11. Bây giờ tôi đọc cái dụ ngôn đó để cho quý ông bà, các anh chị em nghe cho nói cái dụ ngôn đó là áp dụng cho dụ ngôn ông chủ cho những người làm thuê, các tá điền làm thuê vườn của ông ấy. Thì ông chủ là hình ảnh của Thiên Chúa, còn những người tá điền là dân Israel, và nói chung là tất cả loài người. Có một người kia trồng được một vườn nho, ông rào rộng chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một người tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người để tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một người tớ khác đến với họ, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến để gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa từ đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Tôi hỏi, vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Người ta trả lời, ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Và tôi nói tiếp, các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở lên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Cuối cùng ông chủ thắng, thắng bằng tình yêu của ông. Để chúng ta thấy trong dụ ngôn nói đấy, là một đảng bên mấy người cá nhân là nhân loại,
và bên kia là Thiên Chúa. Chúa gửi các môn sư đến, Chúa gửi các đầy tớ của Chúa đến, các tông đồ đến, thì người ta chửi, người ta năng nhục, rồi thì người ta đuổi đi. Ông chủ Chúa lại sai các đệ tử khác đến nữa, họ lại chửi, lại đuổi, rồi sau cứ vậy, rồi có người thì họ giết, giết người này thì ông mới gửi một người khác chửi đuổi người kia, ông chủ lại gửi đến một người khác, và cứ như vậy đến cuối cùng thì họ được cải hóa. Cuối cùng là chính con một ông chủ, tức là Thiên Chúa gửi chính ngôi hai Thiên Chúa, con một của Thiên Chúa, Chúa Giêsu xuống, và Chúa đã chiến thắng, và chiến thắng bằng tình yêu. Cho nên những người đang được Chúa được cứu độ, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy như vậy là có một sự đọ sức, đọ sức giữa sự độc ác của loài người và tình yêu của Thiên Chúa. Và sự đọ sức này đó là kết thúc bằng sự chiến thắng của Thiên Chúa, và chiến thắng bằng tình yêu. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cái vị trí của chúng ta là những tông đồ của lòng thương xót của Chúa. Một đằng chúng ta đứng vào cái vị thế của những con người từ khắp Chúa cần lòng thương xót của Chúa, đằng khác chúng ta lại đứng vào vị thế của những đầy tớ mà ông chủ gửi đến, tức là đứng vào cái các tông đồ mà Thiên Chúa gửi đến cho những người độc ác, những người bạo động. Nhìn lên thánh giá Chúa và suy ngẫm, chúng ta có thể khám phá ra được đâu là trận chiến căn bản và thế nào là mẫu gương của người tông đồ thời đại hôm nay và những người, những thành viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót. Trận chiến căn bản hôm nay không phải là trận chiến giữa người với người, nhưng là trận chiến giữa sức mạnh của thù ghét và bạo động đưa đến đổ vỡ, chết chóc, yêu sầu, và sức mạnh của tình yêu đem lại an bình, cảm thông và hiệp nhất. Vì lý do đó là môn đệ của Chúa, là thành viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót, trước tiên và trên hết chúng ta phải là những người thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp gửi đến tất cả giáo hội nhân ngày truyền thông thế giới năm 2016 có nói như sau: điều chúng ta nói và cách chúng ta nói, từng lời nói và cử chỉ của chúng ta phải diễn tả lòng thương xót, nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người. Cho nên sự hiện diện của chúng ta phải nói lên sự tha thứ, đón nhận, thông truyền an bình, sự tế nhị và lòng kính trọng. Lời nói của chúng ta phải gây thêm thông cảm và xây dựng, khích lệ người xung quanh. Thiên Chúa thương yêu nhân loại, người thương yêu với một tình yêu muôn thuở để giải thoát nhân loại khỏi ánh đằng của thù ghét. Và Thánh Giá Chúa Giêsu là một bằng chứng. Và như vậy, sứ mệnh của chúng ta là thành viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót phải được hiểu trong chiều hướng này. Đó là sứ mệnh tiếp tục tình thương của Thiên Chúa trong thế giới, là thành viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót, là tông đồ, chúng ta là những người phân phát lòng nhân từ và sự tha thứ của Thiên Chúa trong thời đại của chúng ta. Chúng ta cần phải chu toàn sứ mệnh này với tất cả lòng quảng đại và sự khôn ngoan. Thiên Chúa mong muốn có những tông đồ tiếp tục giúp Chúa để truyền đạt lòng thương xót của Chúa đến cho nhân loại. Và thế giới cũng đang chờ đợi những tông đồ này. Vì vậy, sứ mệnh tiếp tục lòng thương xót của Chúa luôn chất vấn chúng ta về lòng nhân hậu, về khả năng thương yêu cả kẻ thù nữa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu không
chỉ xin chúng ta làm dụng cụ cho tình thương, mà Ngài còn ấn định cho chúng ta con đường phải theo, đó là con đường thánh giá mà tiên tri Isaiah đã diễn tả một cách huyền nhiệm như sau: đi ngược đãi người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông, người chẳng hề mở miệng. Đó là con chiên bị hy sinh, hay nói đúng hơn, con chiên chấp nhận để chịu hy sinh. Ngài bị kết án oan uổng, không tự bào chữa, bị lăng nhục, không mở miệng đối đáp, bị đóng đinh, Ngài tha thứ. Thế thì nếu mà suy nghiệm thì chúng ta sẽ thấy có những cái vấn nạn nó đặt lên cho chúng ta. Bước đường thánh giá xem ra là một đề nghị rất khó chấp nhận, vì có vẻ không tưởng và có vẻ nhu nhược. Người ta chửi mình đi về ra mình thua à? Mà bảo bây giờ cứ đi vậy đi, không tưởng ai mà chịu, mà làm như vậy thì ra mình thua họ à? Xem ra là nó làm cho mình không có lý à? Họ có lý à? Mình không nói thì sao? Đấy, những cái câu hỏi nó đặt ra. Trong thực tế, đề nghị thánh giá không phải là không tưởng, mà là con đường duy nhất có sức hoán cải thù ghét và bạo động. Con đường của tình yêu đó cũng không phải là thái độ nhu nhược, nhưng là sức mạnh của tình yêu và sự đại lượng của con tim đã thoát ra khỏi cái sức mạnh của thù ghét, của bạo động. Đó chính là thái độ thiêng liêng của con tim đã hoàn toàn thoát khỏi thù ghét và bạo động. Đức cha Hélio Câmara, người Brazil, giờ ngày qua đời, hồi ngày còn sống ấy, ngài đã có nói câu này: lấy giáo lý của Chúa thôi, rồi thì ngài áp dụng lời nói này: tha rằng để cho bắn chết tôi, chứ tôi không bắn chết họ. Bây giờ áp dụng vào những hoàn cảnh sống nhẹ nhàng cụ thể chúng ta này ấy, tha rằng để họ chửi tôi, chứ tôi không chửi họ. Tha rằng bị họ làm nhục, chứ tôi không làm nhục. Tha rằng tôi chịu họ gây ra bất công cho tôi, nhưng mà tôi không gây bất công cho người khác. Tức là tất cả những thái độ mà Chúa dạy bảo để cho chúng ta làm sao làm được như vậy đó, là chúng ta sẽ hóa giải được cái sức mạnh của sự giữ ở trong lòng của con người. Nếu mà bây giờ răng, thế răng tôi, anh ta bẻ tôi cái răng này, tôi bẻ cái răng kia ra, anh ta tức giận lại bẻ tôi thêm một cái răng nữa, tôi lại bẻ cho anh ta một cái răng nữa, thì cứ bẻ hết răng thì đến lợi, hết lợi thì đến má, đến lúc lập nhau thành chết hết. Bây giờ anh ta bẻ cái răng, tôi để biết cái này xong, như là một người đấm vào không khí mà không có trả lời. Tuy nhiên người đó mất hứng, mình đấm nó, đấm lại mình có hứng, mình đấm tiếp. Bây giờ mình đấm nó cứ như không vậy, cứ coi như là không có gì nữa. Tuy nhiên đấm vài cái rồi mình hên hứng, đấm không khí mệt. Cái hình ảnh của những người có khả năng yêu thương mạnh đến cái độ chấp nhận được những cái bất công, không phải là mình yếu đuối, không phải là mình sợ sệt. Nếu mà mình sợ sệt đấy mà không có phản ứng ấy, thì cái đó gọi là tình yêu. Tình yêu là tôi có thể phản ứng được, tôi có thể nói mà tôi không cần. Cái con tim của tôi nó thoát ra khỏi tất cả cái sự bạo động, cái cần thiết của một người phải tự vệ mình, để cho Chúa tự vệ cho tôi. Thì chúng ta chỉ trong tinh thần này, chúng ta mới có thể nghe, hiểu và chấp nhận được điều Chúa nói trong sách Tin Mừng Thánh Matthew chương 5: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt để mắt, răng để răng, còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù
và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngồi trên trời. Vì người trong mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như kẻ tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Sức mạnh của tình yêu có khả năng thay đổi lòng người vào cái cuộc chiến thắng đúng là biến thù thành bạn. Còn giết thù thì đâu phải là chiến thắng, gây thêm thù hận thì cũng phải là chiến thắng thật. Cái đó nó chỉ là những cái con bỏ hút nhau à. Con nào mạnh hơn thì hút, xong sẽ một đứa khác, con bỏ khác nó mạnh hơn đến nó hút, cứ chết vậy thôi. Còn bây giờ nó hay đi hút mình làm sao để nó không hút mình nữa. Thay vì hút nhau, bỏ ra ăn cỏ chung với nhau. Đó là sự chiến thắng thực sự của tình yêu. Bây giờ tôi xin được kể hai câu chuyện về lòng thương xót. Câu chuyện thứ nhất, năm 1868, Aquisgra là trong một tuần đại phúc, có một linh mục kể câu chuyện sau đây làm nhiều người cảm động. Ngài kể, cách đây không lâu, có một người mẹ nghèo sắp chết, nằm trên giường. Các con của bà tụ lại quanh giường, trừ một đứa con không có mặt. Nó đang bị giam tù vì một trọng tội. Mẹ nó vì thế đau khổ. Nhiều người đã từng khuyên bảo nó hãy ăn năn hối cải, nhưng vô hiệu. Bà mẹ đạo đức này đang nằm trên giường, hấp hối, muốn khuyên nó một lần cuối cùng. Bà xin cai ngục cho mình được gặp đứa con tù trước khi chết. Quan cai ngục bằng lòng cho quân lính dẫn nó đến giường, bên cạnh giường mẹ nó sắp chết. Mẹ nó không còn sức để nói ra một lời nào, chỉ còn đủ sức nhìn con một cách sâu lắng rồi chết. Cái liếc nhìn của người mẹ đã làm phép lại. Đứa con bị dẫn đưa về lại nhà tù. Về đến nhà tù, nó quỳ gối xuống, nức nở khóc. Nó hết lòng ăn năn và xin xưng tội. Ơn Chúa làm cho nó nhiều hơn nữa. Khi mãn tù, nó xin đi tu và làm linh mục. Và vị linh mục đó nói tiếp, đứa con đó chính là tôi đây. Tình yêu của bà mẹ hoán cải đứa con của mình. Tôi nghĩ cứ bà mẹ bình thường gọi nó về thể rủa cho một trận, rồi anh chị em xuống mà rủa, mày có biết vì mày mà mẹ đang sắp chết không? Mẹ buồn sầu nè, vì mày, chửi cho một trận. Rồi đâu vậy? Bà mẹ không nói, chỉ nhìn con. Mà cái nhìn đó là một cái nhìn xót thương, nhìn đau khổ trong tình thương yêu. Cho nên đã đụng vào tim của đứa con, cải hóa đứa con. Lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ vậy mà đứa con mới chấp nhận cái tội của mình và ăn năn trở lại, rồi sau còn đi tu làm linh mục. Và đó là cái linh mục mà kể cái câu chuyện này. Chúng ta thấy cái sức mạnh của lòng thương xót. Nhiều khi chúng ta không cần phải chửi con nhiều, nhìn nó mà mình khổ, cái tình yêu trong đau khổ nó có một cái sức mạnh hết sức đặc biệt, hoán cải con cái của mình, dạy con bằng cái khổ của mình. Và nhất là các bà mẹ chửi con, nó tức nó bỏ đi, cho dù nó biết nó sai nó cũng không chịu. Nhưng mà bà mẹ cảm hóa con mình bằng tình thương yêu, khổ sở vì đứa con nêu lòng. Nhưng mà chính cái đau khổ và đau khổ vì tình thương yêu hoán cải con cái của mình. Còn một câu chuyện nữa, nhưng mà tôi nhìn thấy đồng hồ đã
đến giờ rồi, cho nên tôi dừng lại ở đây. Thì cái lần sau có lúc nào đó tôi sẽ kể lại một câu chuyện nữa, nhưng mà chỉ đủ một câu chuyện này thôi đã cho chúng ta thấy là cái sức mạnh của tình yêu có thể hoán cải được các cái tội lỗi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn chị em, và cho quý bảo chị em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để tiếp tục truyền đạt lòng thương xót của Chúa cho người khác, bắt đầu từ những người trong gia đình của mình, rồi ra những hàng xóm láng giềng, và ra tất cả giáo xứ, giáo phận và tất cả quyền đất nước của chúng ta, để cảm hóa tất cả mọi người tội lỗi, cho dù ở chỗ nào, cho dù ở bậc sống nào, cho dù đang là những người quyền thế giàu có hay là những người nghèo khó, những người thấp bé, tất cả đều cần lòng thương xót của Chúa. Amen. Bây giờ có 9 giờ phút nữa thì chắc xin mọi người nghỉ ngơi. Ai cũng cần đi ra ngoài, ra ngoài, để chúng ta được đến giờ, 4 giờ thì chúng ta sẽ dừng đi lên.